Mình cũng là cái người mà rất là thích thay đổi người khác, mình rất là muốn người khác thay đổi, lúc nào mình cũng thấy họ có vấn đề hết cả, còn mình thì chẳng có vấn đề gì hết. Đúng rồi. Và cuối cùng ạ, thì mình nhận lãnh rất là nhiều những cái sự rạn nứt trong một mối quan hệ. Xin chào các bạn. Phương Thảo xin chào mừng các bạn quay trở lại với số Gỡ Rối Cùng Chuyên Gia được phát sóng trên kênh YouTube Tuệ An. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón và trò chuyện với chuyên gia tư vấn về tình cảm, hôn nhân, đó là Life Coach Tuệ An. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một chủ đề mà Phương Thảo tin rằng rất nhiều các anh chị đã và đang quan tâm tới, đó là thay đổi người khác hay là thay đổi chính bản thân mình. Và chắc hẳn trong chúng ta đâu đó ít nhiều cũng đã từng có một mong muốn rằng chúng ta thay đổi được một ai đó trong cuộc sống của mình, đúng không ạ? Nào là thay đổi người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc gần nhất chính là người bạn đời của mình. Phương Thảo từng nghe rất nhiều các anh chị có những cái trăn trở, ví dụ như là tại sao người đó không thay đổi, làm thế nào để người đó dừng cái công việc đó lại để quay trở về với gia đình nhiều hơn. Và Phương Thảo tin rằng chính chuyên gia Tuệ An trong quá trình tư vấn và hỗ trợ các anh chị học viên cũng gặp cái tình trạng này rất là nhiều. Thế nhưng mà có một điều thực tế chúng ta nhìn thấy, đó là trong quá trình chúng ta cứ mải miết đi thay đổi một ai đó, cố gắng sửa chữa một ai đó, thì dường như cái kết quả chúng ta nhận được là một con số 0, đúng không ạ? Rất là nhiều người trong cái quá trình mà mải miết cố gắng như vậy thì đều chuốc lấy cho mình một cái sự mệt mỏi, tủi thân, thậm chí là rất là ấm ức. Vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau về chủ đề đợi người khác thay đổi chi bằng thay đổi chính bản thân mình. Sẽ có một số những tình huống mà Phương Thảo và ban tổ chức đã nhận được trực tiếp từ phía tất cả các anh chị học viên. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ, những phần giải đáp băn khoăn thắc mắc trực tiếp đến từ chuyên gia Tuệ An. Cái chủ đề này là tôi rất là thích này. Dạ. Bởi vì ngày xưa thì mình cũng là cái người như thế. Mình cũng là cái người mà rất là thích thay đổi người khác. Mình rất là muốn người khác thay đổi, lúc nào mình cũng thấy họ có vấn đề hết cả, còn mình thì chẳng có vấn đề gì hết. Và cuối cùng ạ, thì mình nhận lãnh rất là nhiều những cái sự rạn nứt trong một mối quan hệ. Và sau cùng ạ, thì mới nhận ra một điều là đợi người khác thay đổi nó lâu lắm, nó mệt lắm, và không biết đến lúc nào họ mới thay đổi luôn. Và cái việc mình mong cầu họ thay đổi như thế cũng làm mình bất an lắm. Cuối cùng chi bằng thôi mình tự thay đổi đi cho nó nhanh. Và cũng có một cái khó khăn nữa mà không biết tất cả các quý anh chị đang theo dõi chương trình có gặp phải không, mà Phương Thảo cũng từng mắc phải, đó là không biết tại sao mình phải thay đổi, trong khi rõ ràng người ta là người sai mà. Hoặc là bây giờ tôi thay đổi thì phải thay đổi cái gì, tôi đã làm rất là tốt, tôi đã sửa bản thân mình rồi. Thế thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những câu hỏi, những tình huống thực tế trong buổi tối ngày hôm nay, và cùng đi trả lời những băn khoăn thắc mắc đó được không ạ? Phương Thảo xin phép được gửi tới chuyên gia Tuệ An những câu hỏi mà ban tổ chức đã nhận được trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào chuyên gia và chương trình, em có một vấn đề rất mong được giải đáp. Em lớn lên trong một gia đình mà theo em đánh giá là em không có sự quan tâm, bố mẹ luôn so sánh em với người ngoài, thậm chí đã từng nói những câu rất là khó nghe, những trận đòn roi khi không đúng ý họ. Và ngày đó em chỉ có một mong muốn, đó là chỉ cần bố mẹ thấu hiểu và cảm thông cho em một chút thôi cũng được, thì em đã không hận họ đến thế. Sau này khi lớn lên, em đã trải qua rất nhiều mối tình. Họ cũng có chung một đặc điểm, đó là không tôn trọng những gì mà em đã làm cho họ. Cuối cùng, em kết hôn với người chồng hiện tại. Anh ấy là một người rất vô tâm với gia đình, cũng chẳng bao giờ biết nói lời yêu thương. Sau khi kết hôn thì em và chồng cũng đã thống nhất là em sẽ nghỉ việc để chu toàn việc gia đình. Em đã hy sinh rất nhiều, nhưng anh ấy không hay ghi nhận em mà còn rất hay đá thúng đụng nia với em. Em đã từng làm rất nhiều cách để anh ấy có thể thay đổi những tính xấu ấy nhưng không được. Và đến một ngày em phát hiện ra là anh ấy có người phụ nữ khác. Bản thân em rất là sốc, rất thất vọng, rất căm hận người đàn ông đó. Nhưng rồi vì bản thân mình hy sinh quá nhiều và vì mong muốn con có bố, thế nên em đã chấp nhận tha thứ và em hy vọng rằng đó chỉ là cái sự bốc đồng của họ. Em hy vọng rằng anh ấy sẽ thay đổi. Thế nhưng không ngờ là anh ấy lại tiếp tục thêm một lần nữa. Em mới phát hiện cách đây 3 tuần. Bây giờ em không biết phải làm sao cả. Tại sao em đã tha thứ, tại sao đã hy sinh nhiều như vậy, nhưng anh ấy lại không hiểu, không thay đổi bản thân để xứng đáng với những điều em đã làm. Mong chuyên gia có thể phân tích, đưa cho em một hướng giải quyết
rất là cảm ơn chuyên gia và chương trình. Phải nói rằng đây là một tình huống mà rất nhiều người sẽ gặp phải trong cuộc sống tình yêu hôn nhân, đặc biệt là phụ nữ. Bởi vì sao? Bởi vì Phương Thảo hay Tuệ An đều là phụ nữ thì hiểu một điều rằng phụ nữ thì sống rất nhiều bằng tình thương. Đúng rồi. Và chính bởi vì chúng ta thương rất nhiều, thế nên chúng ta sẽ bị kẹt rất nhiều. Khi chúng ta lập gia đình, đương nhiên chúng ta thương họ thì chúng ta mới kết hôn với họ. Và rồi chúng ta sinh con nữa, chúng ta cũng rất thương con của mình. Thế nên chúng ta luôn luôn cố gắng làm mọi chuyện để chu toàn nhất cho gia đình, rồi chăm sóc người bạn đời đấy, rồi chăm sóc cho những đứa con, bởi vì chúng ta thương mà. Thế nhưng nếu như chúng ta càng bị ràng buộc bởi cái tình thương đó, thì bên cạnh tình thương nó cũng nảy sinh thêm một cái hạt giống nữa trong lòng mình. Đó là hạt giống mang tên sự ghi nhận. Nhưng đây không phải là mình ghi nhận người khác, mà là mình đòi hỏi người khác phải ghi nhận những cái tình thương mà mình đã trao đi. Mình đòi hỏi người khác phải ghi nhận những cái hy sinh mà mình đã trao đi. Và người ta thì có thể người ta không phải là người ta không ghi nhận đâu, nhưng đôi khi là người ta giữ ở trong lòng mà người ta không nói cho mình biết rằng người ta có ghi nhận đấy. Nhưng mình thì lại rất muốn mình phải được nghe cái lời nói khen ngợi này, ghi nhận này, công nhận này, rồi những cái hành động để người đó cũng gọi là đáp trả với những cái ơn mà mình nghĩ rằng mình đã làm cho họ, thì càng nhiều càng tốt. Thế nên đó chính là cái mắc kẹt đầu tiên của phụ nữ thường gặp sau khi kết hôn. Điều này nó cứ kéo dài dần, thì dần dần mình sẽ thấy rằng cái sự mình càng trao đi yêu thương thì cái sự mong đợi được ghi nhận của mình lại càng lớn. Và khi mình càng mong đợi mình được ghi nhận á, thì nếu đối tượng nó đáp ứng thì mình sẽ thấy rất vui, nhưng mình sẽ càng đòi hỏi nhiều thêm nữa. Còn nếu đối tượng đó không đáp ứng thì lúc này mình thấy khổ ngay. Mình thấy oán hận đối tượng đó, mình thấy bất an với điều đó. Mình thắc mắc là tại sao tôi hy sinh nhiều như thế mà anh lại không biết à? Tại sao anh vẫn có những cái hành động làm tổn thương tôi à? Và từ cái sự không hài lòng vừa ý đó, nó biến thành sự bất mãn. Lâu dần những sự bất mãn này nó lại biến thành sự sân giận ở bên trong. Và thậm chí nó biến thành những cái sự oán hận và tổn thương rất sâu sắc ở trong lòng mình. Mà thậm chí là có những người sẽ còn nghĩ cách nào để trả thù cái người đó cơ. Để làm cho người đấy gọi là sáng mắt ra rằng là đã không đối xử tốt với tôi. Thì nó cứ diễn tiến dần dần như thế. Và đặc biệt là khi mà phải đón nhận một cái điều mang tên là sự phản bội. Sự phản bội trong tình yêu hôn nhân nó là một nỗi đau vô cùng lớn. Và thường khi chúng ta đón nhận cái nỗi đau đó, chúng ta sẽ bị chết chìm trong nó luôn. Và lúc khi chúng ta chết chìm trong nỗi đau đó, chúng ta không còn đủ sự tỉnh thức để chúng ta nhìn xem là tại sao cái điều đó nó lại đến, tại sao người này lại phản bội, nguyên nhân là gì, mình có sai ở đâu không. Mà lúc đó vì mình quá mải đổ lỗi và chỉ trích cho họ, thế nên là mình chỉ thấy mình luôn đúng thôi và mình chẳng sai cái gì cả. Vậy thì tại sao mình lại cần phải thay đổi, tại sao cái người đấy mãi mãi vẫn không thay đổi? Và lúc này câu hỏi tiếp theo mà họ sẽ đặt ra là họ nên giữ hay họ nên buông mối quan hệ này. Có rất nhiều người thì sẽ thôi buông tay luôn. Và đôi khi họ chưa sửa mình xong á, họ vẫn ở cái tầng đó thôi. Họ chấm dứt với người bạn đời này rồi, họ nghĩ rằng họ sẽ phải xứng đáng với một người tốt hơn chứ. Thế rồi người cũng như thế lại đến. Và rồi cứ thế cho đến lúc nào họ tỉnh thức, họ nhận ra rằng vấn đề của họ đến từ đâu. Tất cả những vấn đề khổ đau hay hạnh phúc nó đến từ bên trong. Và đã là vấn đề ở bên trong, chúng ta không bao giờ có thể chạy ra bên ngoài để tìm một cách giải quyết cho những vấn đề xảy ra ở bên trong được. Thế nên trong tình huống vừa rồi, bạn nữ cần phải quay trở về bên trong của mình. Đừng hướng ra bên ngoài để đòi hỏi người đấy thay đổi, hay người đấy khác đi, hay người đấy thấu hiểu, hay người đấy ghi nhận nữa. Tại vì vấn đề khổ đau của mình nó đến từ bên trong mà, bên ngoài nó không phải là giải pháp. Và khi chúng ta quay về bên trong, chúng ta nhìn xem tại sao mình lại khổ đau như thế. Bằng những cái điều mà Tuệ An vừa phân tích vừa rồi, mình có đòi hỏi sự ghi nhận nhiều không? Mình có thương nhiều nhưng mình cũng ràng buộc bởi tình thương đó nhiều không? Mình có luôn luôn biện minh cái sự hy sinh của mình để người đó phải đáp ứng những cái mong cầu của mình hay không? Mình có thật sự đúng không? Hay mình cũng chưa đúng ở đâu đó? Và nếu như mình thấy mình chưa đúng ở đâu đó thì cái việc mình thay đổi á, nó có cần thiết hay không? Và nó cần nó giúp được cho mình trước tiên hay nó giúp được cho người ta trước tiên? Tất nhiên là khi chúng ta thay đổi thì mình sẽ là cái người hưởng lợi, nếu như sự thay đổi đó là giúp cho tâm hồn của chúng ta tiến lên chứ. Thì chắc chắn cái việc là hãy ngừng đòi hỏi sự thay đổi từ người khác, chờ đợi cái điều đó nó rất lâu, nó cũng rất mệt và nó cũng không đi đến đâu cả. Hãy quay trở về để tìm kiếm cái sự thay đổi tử tế hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn mỗi ngày từ bên trong chính mình.
Giống như chuyên gia Tuệ An vừa mới phân tích thì câu trả lời không phải ở bên ngoài, không phải ở người chồng đó hay người thứ ba đó, không phải là làm sao để người ta thay đổi, mà là làm sao để chính mình thay đổi hạnh phúc hơn mỗi ngày, đúng không ạ? Và chuyên gia Tuệ An cũng đã vừa phân tích với mọi người một cái tiến trình tâm lý khi mà chúng ta kết hôn với một ai đó, chung sống với một ai đó, chúng ta có những cái suy nghĩ cảm xúc như thế nào, tại sao mình lại có những tủi thân, những oán giận, những khó chịu như thế. Tất cả nó xuất phát từ cái mong cầu bên trong của mình, và đã là những thứ bên trong thì không thể tìm được câu trả lời ở bên ngoài, đúng không ạ? Phương Thảo tin rằng cái hành trình mà quay vào bên trong đó nó cũng rất là khó khăn, khi mà cái cảm xúc của mình vẫn còn đang bị ràng buộc vào đối phương. Vậy có một cái tip nhỏ nào đấy để ngay trong cái thời điểm khi mà chúng ta đang rất muốn người ta thay đổi, thì làm sao để mình có thể chậm lại và soi mình, nhìn mình nhiều hơn được không ạ? Có một cái tip rất là hay và cũng rất là đơn giản, đó là thở. Thế nên mỗi một lúc mà chúng ta muốn quay vào bên trong mà nghe cái từ để nó mơ hồ quá, bên trong là cái gì, mình đâu có nhìn thấy, mình đâu có sờ nắn nó đâu, quay vào bên trong là quay vào cái gì, vậy thì chúng ta hãy nhớ một từ, đó là từ thở. Mỗi một lúc mà biến động đến, ngoại cảnh khó khăn đến, hãy nhớ từ thở thôi, và thở xem có bắt được hơi thở của mình không, có thấy được hơi thở vào, có thấy được hơi thở ra không. Và nếu mình thấy được hơi thở đó, đó là mình đang quay vào bên trong đó, bởi vì quay vào bên trong thì mới thấy được hơi thở đó. Vậy thì khi biến cố ập đến, thở đi. Và nếu như bây giờ đang không có biến cố gì cả, cũng hãy thở đi để quay vào bên trong chính mình. Dạ, Phương Thảo hiểu được rằng à, đó cũng là một cách để mình có thể bình tĩnh hơn, làm chủ cảm xúc của mình tốt hơn, đúng không ạ? Bình thường là chúng ta sẽ phản ứng luôn mà, chúng ta sẽ đi ra bên ngoài luôn, đối chất với đối phương luôn. Vậy thì lúc đó các bạn hãy nhớ một cái key, một cái từ khóa mà cô Tuệ An đã chia sẻ, đó là chúng ta hãy thở, hãy lắng nghe cái hơi thở của mình chậm lại. Và lúc đó sẽ là lúc chúng ta có đủ sự tĩnh lặng để nhìn sâu vào bên trong chính mình, đúng không ạ? Hãy thở đi thôi, bình an sẽ tới. Rất là cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của cô Tuệ An. Và cũng có một quý vị khán thính giả nữa đã gửi câu hỏi về trong buổi tối ngày hôm nay. Phương Thảo xin phép được đọc câu hỏi. Mình cũng đã từng ly hôn rồi vội vàng đến với người thứ hai sau khi ly hôn 5 tháng. Hai người đến với nhau vì mục đích. Vợ trước của anh ấy không có con, và khi mình với anh ấy đến với nhau thì anh ấy chưa ly hôn. Sau khi mình mang bầu bé thứ nhất thì anh ấy mới ly hôn với vợ. Anh ấy hứa rằng sẽ đón con riêng của mình lên ở. Thế nhưng gần 10 năm rồi, hiện tại thì bé vẫn đang ở quê với bà ngoại. Mình đã sinh hai đứa nhỏ cho anh rồi, thế nhưng anh vẫn không đồng ý đón bé lên. Tuy là anh vẫn chu cấp cho mình và con, thế nhưng mình cảm nhận là anh ấy không có quá nhiều tình cảm với mình. Thêm nữa là sống cùng gia đình nhà chồng rất khó khăn. Mẹ chồng hay xét nét và mách lẻo với chồng, dù mình chẳng làm gì sai cả. Hiện tại thì mình rất mệt mỏi và áp lực khi hàng ngày phải đối diện với bà mẹ chồng khó tính và người chồng rất là vô tâm. Đã rất nhiều lần mình nghĩ rằng vì con, vì gia đình mà bỏ qua cho êm ấm. Thế nhưng mà nếu như họ cứ như vậy thì mình nghĩ rằng là mình không thể chịu được những cái áp lực quá lớn như thế. Và hiện tại mình không biết có nên tiếp tục cuộc sống địa ngục này hay không, và tiếp tục như thế nào. Mong chuyên gia có thể tư vấn giúp cho mình. Sẽ không có một cuộc sống nào hoàn toàn là địa ngục, cũng sẽ không có một cuộc sống nào hoàn toàn là thiên đường. Bởi vì trong những cái điều mà tốt thì luôn luôn có những điều tiêu cực, và trong những điều tiêu cực thì cũng luôn luôn có những điều tốt. Vậy nên để bạn không phải sống trong địa ngục đó nữa, thì không phải là thay đổi nơi ở đâu, cũng không phải là thay đổi cái người đang chung sống cùng với mình đâu, mà là thay đổi ngay cái thái độ của bạn ở trong cái nơi mà bạn gọi là địa ngục đó. Đừng gọi tên nó là địa ngục nữa, hay gọi nó là một ngôi nhà đi chẳng hạn. Có thể chưa thể gọi nó là mái ấm thì ở đó là một ngôi nhà. Và khi mà bạn bắt đầu thay đổi được cái thái độ của mình á, thì lúc đó bạn sẽ có sự tự do nhiều hơn. Và chúng ta luôn luôn có sự tự do để thay đổi thái độ của mình, hay để chọn một cái thái độ nào đó trước một vấn đề. Và rõ ràng là nhắc đến cái từ chọn thì cuộc hôn nhân này cũng là do mình chọn. Có thể mình chọn là bởi vì mình với người ấy đã có rất nhiều nhân duyên, mà có thể những cái nhân duyên vô hình mà mình chưa thấy, hoặc thậm chí là trong chính đời sống này mình cũng đã chọn cái đối tượng đó cơ mà. Mình cũng biết rằng cái hoàn cảnh của đối tượng đó là như vậy, nhưng cuối cùng mình vẫn chọn cơ mà. Và cuối cùng thì mình lại không đạt được những cái điều nó như ý muốn của mình. Thế phải chăng tất cả những điều đó cũng là do mình? Và nếu như bây giờ là cái thời điểm mà mình thấy mình khổ đau rồi, mình thấy mình nhiều tổn thương, nhiều ấm ức rồi, thì mình cũng hãy chọn để thay đổi đi thôi. Thay đổi thái độ của mình, thay đổi góc nhìn của mình. Và bạn làm thế nào để bạn thích ở đó? Nếu như bạn không thể nào bạn chia tay người đó vì bạn nói rằng bạn còn có hai đứa con chung,
bạn cũng yêu con của mình và chắc chắn là bạn vẫn còn một chút nào tình thương với cái người bạn đời đó. Vậy thì làm sao để bạn hạnh phúc? Bạn phải muốn ở cái nơi mà bạn đang tạm gọi là địa ngục đó. Thay đổi thái độ của mình, muốn ở đó. Làm thế nào để muốn ở đó? Hãy tập trung vào nhiều điểm tốt hơn ở đó. Tìm một vài cái điểm tốt và neo cái tâm của mình vào đó. Ví dụ như, nếu như người đấy thật sự là vô tâm, thì người đó có điểm nào tốt đẹp khác ngoài vô tâm hay không? Nếu như người mẹ chồng đó thực sự là xét nét, thì người mẹ chồng đó có điểm nào tốt ngoài sự xét nét không? Ví dụ như cũng thương cháu, cũng giúp cho mình chăm cháu chẳng hạn, hoặc là cũng hỗ trợ mình việc này việc kia. Còn người chồng mặc dù là vô tâm nhưng mà vẫn có chu cấp tiền nong rồi các cái điều khác đầy đủ cho mẹ con mỗi ngày, thì chúng ta đừng tập trung vào cái khuyết điểm nữa. Chúng ta hãy tập trung vào cái ưu điểm của họ. Chúng ta hãy tập trung vào những cái điều tốt đẹp. Thì khi chúng ta xoay chuyển góc nhìn và tập trung vào những điều tốt đẹp, chúng ta sẽ thích ở đấy hơn, chúng ta sẽ muốn ở đấy hơn, và chúng ta sẽ tìm thấy cái niềm vui trong cái nơi mà chúng ta đang gọi là địa ngục đó. Dần dần chúng ta không gọi nó là địa ngục nữa, chúng ta gọi nó là ngôi nhà. Và dần dần tiếp tục giữ cái thái độ này, khéo chúng ta sẽ gọi nó là mái ấm. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng nếu như mình muốn đề xuất một điều gì đó thì mình hãy trải lòng mình để đề xuất. Giống như mình rất muốn đón con riêng của mình lên đây để mình cùng chăm sóc. Và mình không thể yêu cầu một cái người đàn ông không sinh ra con của mình ngay lập tức phải yêu thương, phải quan tâm đến đứa trẻ đó được. Nhưng mình có quyền chọn để được cần con của mình, để được chăm sóc con của mình. Và nếu như mình thấy điều đó là điều thật sự rất cần, hãy đề xuất điều đó và hãy làm điều đó với một thái độ rất là chân thành, mạnh mẽ nhưng chân thành. Thì lúc đó chúng ta sẽ có thể làm tròn được cái vai trò của mình trong cuộc sống. Đừng nói sợ hãi nha. Cũng đừng nói là rào cản này, rào cản kia nha. Đừng tập trung vào vấn đề nữa. Hãy tập trung vào giải pháp. Tập trung vào những điều bạn có thể thay đổi để giúp cho tình hình của bạn trở nên tốt hơn ngay trong thời điểm này. Những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Tuệ An rất là gần gũi và sát thực với cái câu chuyện, với tình huống của chị học viên này đang gặp phải. Bởi vì là đúng như chuyên gia Tuệ An đã chia sẻ, chúng ta dường như bị tập trung vào điểm xấu tệ và những điều khó chịu nhiều quá. Chúng ta nhớ quá nhiều về những cảm xúc tiêu cực mà quên mất cái lý do tại sao mình chọn người đó, tại sao mình ở bên cạnh người đó có những điểm tốt đẹp gì, và mình hoàn toàn có thể làm chủ được ngôi nhà tâm trí của mình, suy nghĩ, cảm xúc của mình. Vậy thì hãy thay đổi từ những cái góc nhìn nhỏ nhất, hãy nhìn nhiều hơn về những điều tốt đẹp của ngôi nhà đó, của người chồng và người mẹ chồng đó. Và đây cũng là sự lựa chọn của bạn. Thế thì chúng ta hãy làm sao cho cái sự lựa chọn đó trở nên thật là đáng giá. Chân thành chia sẻ, nó là một cái key mà Phương Thảo thực sự rất là yêu thích. Và cô Tuệ An vừa mới chia sẻ với tất cả các quý anh chị một số những cái điều cần và đủ để trước khi chúng ta bước vào tình yêu hôn nhân. Đừng vội vã nhảy ra khỏi cái chảo dầu này mà chúng ta sẽ nhảy vào một cái biển lửa khác đấy. Thế nên là trước khi muốn đập phá cuộc hôn nhân của mình, hãy cố gắng sửa chữa nó bằng cách thay đổi chính mình trước đã. Và những điều mà cần thay đổi bản thân mình thì cô Tuệ An cũng đã vừa chia sẻ rồi. Mọi người có thể lắng nghe lại podcast này, video này để có thể có thêm những cái bài học đúc kết cho bản thân. Phương Thảo rất là vui khi mà buổi tối ngày hôm nay được trò chuyện trực tiếp cùng với cô Tuệ An trong chương trình Gỡ Rối Cùng Chuyên Gia. Và biết ơn tất cả các quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Hòm thư của chương trình quả thực còn rất nhiều những câu hỏi, những băn khoăn thắc mắc. Thế nhưng mà thời lượng của chúng ta thì chỉ có hạn thôi. Và hẹn cô Tuệ An cùng với tất cả quý vị khán thính giả trong một số tiếp theo với những cái chủ đề đặc biệt mà mọi người đều đang quan tâm. Hòm thư của ban tổ chức thì vẫn luôn luôn mở. Và nếu như tất cả các quý anh chị có những câu hỏi, băn khoăn thắc mắc, hãy gửi về chương trình ở đường link bên dưới mô tả của video hoặc là phần comment. Như vậy ban tổ chức có thể đọc được phần câu hỏi của mọi người và gửi tới mọi người những cái lời giải đáp phù hợp nhất. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những số Gỡ Rối Cùng Chuyên Gia tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.